Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề tự làm giảm cơn tăng huyết áp. Thưa quý vị và các bạn, người ta có thể làm giảm cơn tăng huyết áp đang phát triển để khống chế phần lớn những tác hại của nó hoặc ít ta có thể ngăn chặn những diễn biến xấu hơn. Tuy nhiên, có một điều mà ít người quan tâm là với một số tác động đơn giản của y học dân gian, người ta có thể làm giảm cơn tăng huyết áp đang phát triển để khống chế phần lớn những tác hại của nó, hoặc ít ra có thể ngăn chặn những diễn biến xấu hơn trong khi bệnh nhân chờ được chuyển đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên môn cần thiết. Vuốt ấm hai vành tay, dùng ngón cái và ngón trỏ của mỗi bàn tay vuốt dọc vành tay cùng bên, từ trên xuống dưới khoảng 9-10 lần, vành tai và cột sống có những điểm phản xạ tương ứng với nhau do đó vuốt ấm vành tai cũng là tác động vào cột sống lưng vừa có tác dụng điều hòa thần kinh giao cảm vừa kích thích sự lưu thông khí huyết ở phần vệ khí do kinh bảng quang phân bố dọc hai bên sống lưng nếu có người thứ hai bên cạnh có thể nhờ người này trực tiếp ngồi sau lưng dùng bàn tay vuốt dọc sống lưng từ trên gáy xuống đến tận thắt lưng để gia tăng thêm tác dụng vuốt dọc hai bên mũi, mỗi bàn tay vuốt một bên mũi, vuốt đều hai bên cùng một lúc, dùng ngón tay trỏ vuốt từ ấn đường điểm giữa hai đầu chân mày xuống dọc theo hai bên mũi qua khóe miệng đến tận chóp cằm. Vuốt chậm, nhẹ và làm không dưới 15 lần. Kích thích huyệt ấn đường có tác dụng làm phóng thích chất endorphin nội sinh có thể làm cho an thần, hạ huyết áp và giãn khí. Vuốt dọc theo hai bên mũi xuống cằm là tác động vào hai kinh dương minh Học thuyết kinh lạc của y học cổ truyền cho rằng kinh dương binh là kinh dương tập trung nhiều huyết khí. Huyết có chức năng quan trọng nhất trong việc bảo vệ cơ thể chống lại các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài. Động tác này làm gia tăng sự lưu thông khí huyết ở phần vệ khí, gây ấm người và làm nhẹ áp lực lên thành mạch. Vút dọc hai chân mày, Dùng hai ngón tay trỏ và giữa vuốt từ ấn đường đi dài theo xương chân mày ra thái dương đến tận mí tóc ở phía ngoài đôi mắt. Vuốt mỗi bên khoảng 10 lần. Vùng chân mày và hai cánh tay có những điểm phản xạ tương ứng nhau. Do đó, động tác này ngoài việc giải tỏa sự sung huyết tại những huyệt vị thường bị tắc nghẽn ở vùng chán, còn làm cho khí huyết lưu thông ra hai cánh tay và bàn tay để giúp nhẹ áp lực ở đầu. ngồi hoặc nằm thư giãn, ngồi thoải mái, lưng tựa ghế hoặc nằm xuống thư giãn hít thở điều hòa, tư tưởng tập trung vào 10 đầu ngón chân. Động tác này phải kéo dài hơn 10 phút. Mỗi khi cảm nhận được những dấu hiệu huyết áp tăng cao như căng nặng ở vùng thái dương, đau đầu, mờ mắt, mắt đỏ, người bệnh nên ngồi xuống tập trung tinh thần, thực hành lần lượt 4 động tác trên. Bình tĩnh và tự tin là yếu tố cần thiết trong quá trình thực hiện các động tác. Sau khoảng 15 phút thực hành, bệnh nhân có thể cảm thấy bớt đi cảm giác khó chịu ở vùng đầu, nhịp đập của tim sẽ chậm lại, tay chân sẽ ấm lên, đó là lúc huyết áp đã hạ bớt. Một số cách giúp kiểm soát huyết áp. Thay đổi lối sống. Thay đổi lối sống đòi hỏi một nỗ lực lâu dài. Nhiều người thấy rằng họ có thể duy trì huyết áp của mình dưới 140 trên 90 mm thủy ngân bằng cách áp dụng 5 điều sau để kiểm soát huyết áp. Bỏ thuốc lá, ăn uống lành mạnh tập thể dục thường xuyên kiểm soát cân nặng và học cách đối phó với căng thẳng tuy nhiên điều quan trọng là bạn phải hợp tác với bác sĩ để tìm hiểu xem năm mục tiêu này có tác dụng gì với bạn ví dụ một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ phụ thuộc vào nhiều thứ khác nhau như sức khỏe tuổi tác hay những điều kiện sức khỏe khác tương tự một kế hoạch luyện tập thể dục thích hợp sẽ khác nhau giữa một người trẻ tuổi mà không mắc bệnh tim so với một người cao tuổi mới có một cơn đau tim sử dụng thuốc hợp lý khi việc thay đổi lối sống không đủ để kiểm soát huyết áp của bạn, bác sĩ sẽ khuyên bạn dùng một số thuốc huyết áp. Một số loại thuốc khác nhau được sử dụng để hạ huyết áp. Khi bác sĩ kê đơn cho bạn, họ sẽ giải thích cách thức hoạt động và một số tác dụng phụ cần lưu ý của thuốc. Vài loại thuốc có tác dụng làm giảm lượng máu trong mạch sẽ giúp giảm áp lực tác dụng lên thành mạch. Có những loại thuốc khác làm giảm huyết áp một cách trực tiếp hơn, chẳng hạn như giãn mạch hay làm chậm nhịp tim. Quý vị và các bạn thân mến, những bệnh thú cưng có thể lây cho bạn là chủ đề cho một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.